Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để test cho anh Tuấn ở trong Cần Thơ một cặp bát 25BM trở kháng 8 ohm và con này được 300W nha các bác. Đấy, Tùng Nguyễn đã đầu dây sẵn rồi. Đầu dây sẵn rồi để test cho các bác nghe. Và anh Tuấn kiểm tra chất âm con bát BM này. Từ 170, côn 63, xương nhôm đúc trạng của nó đây ạ. Bên dương Tùng Nguyễn bắt một dây đỏ vào bên âm bắt một dây đen. Còn cấu hình côn thì côn 63 nhá. Đấy. Côn 63 và màng của nó thì là màng màu đen. Gân vải tẩm dầu. Đường keo nó đánh rất đẹp nha các bác. Đấy, sau đây Tùng Nguyễn sẽ test một bài nhạc vàng để cho anh Tuấn và các bác cùng nghe. Nghe lời ca của dòng bát 25BM này. Lời ca rất là sáng. Các bác cùng nghe. Con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mơ. Không lẽ riêng mình em ông mẹ ơi, con xuân này vắng nhà. Chờ tiếng con khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui. Tùng Nguyễn xin dừng video ở test ở đây. Anh Tuấn ở trong Cần Thơ rất yên tâm khi nhận hàng của Tùng Nguyễn. Và các bác cùng nghe lời ca của dòng bát 25BM này. Rất là sáng, tiếng trống đập cũng rất là ấm. Đó, các bác có nhu cầu đến dòng bát 25BM này thì đặt hàng bên Tùng Nguyễn Audio cho số điện thoại 0972 068 141. Và Tùng Nguyễn xin dừng video ở đây. Các bác thấy video của Tùng Nguyễn hữu ích thì bấm đăng ký kênh của Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác và các anh em.